Thưa quý vị, bà Lê Thị Lợi là một đảng viên, bí thư chi bộ Hải An, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, luôn cố gắng học tập và làm việc theo gương Bác Hồ. Với tính tình chất phác, tâm huyết trong mọi công việc và nhất là nói đi đôi với làm, nên được nhân dân khu vực yêu quý, tin tưởng. Mỗi mô hình phong trào do bà phát động triển khai đều được nhân dân đồng tình ủng hộ, qua đó góp phần phát triển khu dân cư và địa phương ngày càng văn minh. Hàng tuần, ông Phạm C. trú tại tổ 57, phường Hòa Quý đều cẩn thận lau chùi ảnh Bác Hồ. Ảnh Bác Hồ được ông đặt cùng chỗ khu vực thờ với tổ tiên của gia đình ông. Ông Phạm C. là một trong số nhiều gia đình tại khu dân cư Hải An thực hiện việc treo ảnh Bác Hồ từ rất sớm. Qua sự phát động của bà Lê Thị Lợi, bí thư chi bộ Hải An, nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hiện nay, tại khu dân cư Hải An, có 95% hộ gia đình hưởng ứng thực hiện treo ảnh Bác Hồ tại nhà. Theo của chi bộ mà vận động cho người dân á, để thờ ảnh Bác Hồ đó là một điều rất tốt. Mình là con cháu của Bác á, là phải nhớ Bác ơi, ơn Bác để thờ tự Bác. Bên cạnh đó, bà Lê Thị Lợi cũng đã đẩy mạnh mô hình tiết kiệm thiết thực với tình hình của người dân địa phương, đó là nuôi heo đất. Từ năm 2009 đến nay, số tiền từ nuôi heo đất là gần 200 triệu đồng hỗ trợ cho quỹ vì người nghèo của phường Hòa Quý và quỹ khuyến học tại khu dân cư. Đồng chí là một con người rất là năng nổ, nhiệt tình và có uy tín trong cộng đồng dân cư cũng như là trong chi bộ. Do có một thời gian đồng chí Lợi có tham gia công tác ở khối dân vận của đảng ủy phường, cho nên đồng chí khi về lại địa phương, đồng chí có nhiều kinh nghiệm và áp dụng trong thực tế với những cái mô hình rất là hiệu quả. Bà Lê Thị Lợi đã làm bí thư chi bộ khu dân cư Hải An được 17 năm. Bà cho biết, để được nhân dân hưởng ứng thực hiện tốt các mô hình phong trào cũng không dễ dàng gì. Ban đầu, khi phát động cũng đã gặp khó khăn. Song không bỏ cuộc, với nhiều phương thức khác nhau của bản thân, bà Lợi chan chà được người dân tín nhiệm. Mọi việc làm cũng thuận lợi, từ đó thành cái nếp của khu dân cư. Cái bí quyết của mình á, thì theo tôi thấy là thứ nhất là cán bộ nhiệt tình. Và những cái việc mà người dân thì đồng bọt của họ rất là khổ cực. Thì là tất cả các cái vấn đề đó là mình, thứ nhất là mình tổng kết, biểu dương kịp thời. Với lại cái cam khe thứ nhất là cam khe cái quỹ đó. Cuối năm là mình cam khe cái quỹ đó cho tại người dân là thu bao nhiêu, góp bao nhiêu, cộng lại bao nhiêu. Bà Lợi cũng chia sẻ, có thời điểm gia đình bà rất khó khăn khi cha mẹ và chồng đều mang bệnh nặng. Xong, bà vẫn cố gắng sắp xếp việc gia đình ổn định rồi tranh thủ giải quyết những việc tại khu dân cư. Những cái vấn đề mà bất xúc ở địa phương là tôi đều giải quyết được. Mà hắn vui. Mình công việc của mình khó, mặc dù túi mình nhịn đúa, mình đi lồn nhiệm vụ mà mình về mình thấy gia đình họ trừ hạnh phúc, câu họ hạt, thi đệ hạt, những đồ là điều đó là đem lại cho mình rất là vui. Nó quay đi cái khó khăn của mình trước đây hết.